Đúng rồi, là nó sẽ không bị lè cái lưỡi nè. Rồi tựa xuống, nó là đi lên nè. Hai, ba nè. Rồi cái nốt này đó là mi son si re mi re si son mi. Đó, cái nốt nó sẽ như vậy nha. Đó, rồi giai điệu này là giai điệu thứ. Nên nghe sẽ hơi lạ màu một xíu, được thanh tra như vậy nha. Rồi, bước 1 là cái mặt đáy, tức là điểm tựa của mình, đó là cơ hoành, hãy săn chắc lên một xíu. Nói một cách khác là chúng ta sẽ hơi gồng, hơi siết cơ hoành ở vùng này lên dùm thầy nha. Cơ hoành ở ngay dưới cái xương ngực của chúng ta đây, hình vòng cung ha. Cấu tạo của nó gồm các sợi cơ đan lại với nhau để tạo thành một cái vách ngăn, giống như cái bóng, lồi lên trên đó. Ok, rồi. Nó sẽ giống như là cái điểm tựa để cho chúng ta tựa hơi xuống, chúng ta nén nha. Rồi. Khi mà đã hơi đã tựa được xuống điểm tựa cơ hoành rồi thì cái cổ của chúng ta là giữ đường ống cho thông thoáng để hơi nó được đi lên. Cổ bây giờ đóng vai trò là cái ống dẫn hơi và âm thanh đi lên, chúng ta lưu ý nha. Rồi, thực hành lại nha. Khi cái điểm đầu á, mình căng cái cảm giác thì sẽ là giống như là đây, điểm chỗ này là cơ hoành nha. Có cảm giác nó hơi đè một xíu xuống đùng thầy, nó sẽ có cảm giác hơn trong thời gian đầu như vậy nha. Ngồi nè, 2, 3 nè. Chắc hơn nữa nè. Nào lên nè, 2, 3 nè. Cái nữa, 2, 3 nè. Xoắn lên một xíu nữa nha, tức là nó sẽ đỡ, nó nâng lên từ từ như cái thang máy nâng lên nha. Rồi một lần nữa. Nhớ nhà nó sẽ bị dễ bị lè cái chỗ cổ này, lè lưỡi ra nha. Còn đây là đổi thành chữ Nga đùm thầy thử nè. Nga giai điệu đó luôn. Cái này nhớ giai điệu của mình đang là mi son si re mi re si son mi. 2, 3 đổi thành Nga nè, chữ Nga nó sẽ thế này nha. Chỗ cổ này này mở thoáng cái đồng thầy nè. Góc sau này của mình nha, góc sau gáy hơi nha. Không phải là Nga, không phải lệch ra hướng ngoài này nha, tức là âm thanh sẽ đưa ngoài nhưng mà ý là nó là cái độ mở chúng ta sẽ hạn chế là bị toạc ra ngoài quá, mà cái góc sau gáy này cần phải cân đối trước trước khi mà ở ngoài này nó rộng nha. Hay ba nào. Đúng rồi, giữ trạng thái đó nào. Hơi xuống có nghĩa là như sau nha, hình dung này, hay giảng bài lại cho mọi người hiểu luôn phần kỹ thuật một xíu này. Hồi nãy Dung có giảng bài á, cái cơ hoành là một cái vách ngăn cắt đôi ngực và bụng của chúng ta làm hai phần ra, nó nằm ngay đây, chúng ta có hình dung ngay giữa cái xương ngực của chúng ta đây này ha. Đó, nó sẽ giống như kiểu là cái mặt sàn nhà này, cái nền nhà này, thầy với em có thể nhún chân bật lên được thì là cái sàn nhà đóng vai trò là điểm tựa cho mình nhún xuống bật lên. Thì bây giờ hãy liên tưởng đến đây,
cơ hoành của chúng ta cũng chính là cái mặt sàn để cho cái hơi trên phổi nén xuống và đảo ngược chiều đi ra. Đó. Thế thì vấn đề ở đây á, là cái cơ hoành của chúng ta nó cần săn chắc một xíu, khỏe mạnh một xíu. Nói hơi nâng cao vấn đề lên, đó là gồng cái cơ hoành lên một tí, xong đó chúng ta nén hơi nó sẽ vững vàng hơn. Còn nếu mà ai mới tập yếu cơ hoành, chắc chắn là khi mà tăng âm lượng hoặc tăng nút cao là nó sẽ bị hụt xuống. Có nghĩa là khi chúng ta nén xuống thì cái cơ hoành chịu không trụ lực được, nó sẽ bị tụt xuống phần dưới và mất sức ha. Ví dụ yếu cơ hoành nó không có tựa nổi, nên đi lại đường thầy chữ ngang một lần nữa nha. Nói chung cái đó không phải là tất cả, nó phải kèm rất là nhiều vấn đề nữa, như cái việc mở ở cái khẩu hình, cái khoang này, rồi cái đường ống, nhiều thứ lắm. Nghe chữ nga nha. Nga, nga, không phải là nga. Nhìn bên ngoài thì khẩu hình rất là kiểu là theo tiêu chuẩn đúng rồi đó, nhưng mà âm thanh thì bẹt và nó bị lè lưỡi ra. Nga. Còn đây là góc này này, giống thẳng cái mang tai đi xuống chiều dưới nha, là góc sau gáy này nha. Đó là mở rộng đây này, giống như cái đường ống nó thông thẳng từ cái lồng ngực lên trên á. Nga, định hướng cho nó đi rõ ràng. Nga. Hey, ba nào. Hoặc là cái khoảnh khắc đầu tiên. Đúng rồi, bắt lại. Nữa em. Lên sơ sao tí nữa. Ok. Đúng rồi, là nó sẽ không bị lè cái lưỡi nè. Rồi tựa xuống nữa là đi lên nè. Hai, ba nào. Chữ nghe hơi khó nha, mọi người hay bị bật ra, ví dụ cái bài mà dù là cơn mưa bão giá hay bị toạc đúng không, rồi đổi chữ phần A đây là chữ giá đúng không, dù là cơn mưa bão giá thì bây giờ là giá, dù đợi chờ là nỗi xót xa dựa vào bật lên. Hey, ba nào. Một mình em nhớ nha, bước 1 này đương nhiên là phải lấy hơi trước đó, không nói rồi nha, lấy xong thì ép xuống cái vùng cơ hoành. Hai, ba nào. Ok, thử hơi được rồi, lên thanh nào, giá nào. Hai, ba nào. Giá băng giá. Hai, ba nào. Băng giá đợi chờ là nỗi xót xa. Đúng rồi. Thế là chúng ta lấy ý là khi mà chúng ta luyện thì đang tập trung cho tất cả các phong cách và các dòng nhạc. Nhưng mà khi mà chúng ta thực tế cho bài hát thì cố gắng linh động nha. Tức là mỗi dòng nhạc cần phải thay đổi lớn hoặc nhỏ một chút xí để đáp ứng được cái tiêu chí của từng dòng nhạc. Còn khi mà luyện này là đang luyện chung theo cái tiêu chuẩn chung nha. Được không em? Mấy cái vần A, một cái vần rộng hay bị toạc đó. Ví dụ là em không là nàng thơ, quạt luôn nha, quạch. Ok, nhớ nha. Đổi thành phần ơ đồng thời thầy lấy chữ thơ luôn nè ha. Ơ nè. À. Thơ. Hey, ba nè. Thơ. Xíu nha, rồi một lần nữa nè, hơ nè, hai, ba nè. Thơ. Mắc vào cơ hoành, mắc cái hơi vào cơ hoành nè. Thơ. Nào đi lên nè. Thơ. Đúng rồi, đó. Cố gắng nha, cái này nói chung là được thanh trai này, tức là không có đàn này, không có bất kỳ cái nào hỗ trợ hết, nếu mà mình không chắc là sẽ bị âm thanh sẽ bị chênh bênh nữa, nên chúng ta sẽ lưu ý nha. Cái này các bạn có thể lưu video này là để tập theo Dũng và Nam Thành để chúng ta có thể phát triển giọng lên, nhớ là cơ hoành săn chắc lên xíu nha.
cơ hoành không đầy đủ đâu, phải kèm theo là cái đường ống của cái cổ của mình nhá, là định hướng định hình cho nó cái đường ống thì nó lên thẳng vô, không nó sẽ bị chèn và nó bị nghẹn ở đây. Lực dưới bơm mạnh nhưng mà ở trên này nó yếu thì nó không được nha. Tức là cơ hoành săn chắc rồi thì cái lực hơi của chúng ta luôn nén theo chiều đi xuống ha. Đó, tựa lên cơ hoành. Cơ hoành đóng vai trò sẽ là điểm tựa, cái trợ lực cho mình nhá ha. Được không em? Rồi, bye bye, hẹn gặp lại.